kính chào quý vị khán giả. Ngân Giang rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan vụ Bùi Xuân Huấn, thường được gọi là Huấn Hoa Hồng, kêu cứu vì mua xe gắn máy biển số ngũ quý 9. Nhưng đến nay, biển số này lại được định danh cho chủ cũ. Chiều 17 tháng 8, Trung tá Hà Văn Huy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, đã có những trao đổi về các thông tin liên quan sự việc theo Trung tá Huy, mô tô mang biển kiểm soát 97 b 1 999 -99 được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn cấp lần đầu năm 2020. Sau đó, biển số này được chuyển quyền sở hữu cho ông NTQ, ngụ ở thành phố Bắc Cạn. Mọi hồ sơ thủ tục trong quá trình cấp và chuyển quyền sở hữu bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật. Tới thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 2023, khi quy định về định danh biển số xe có hiệu lực, biển số này vẫn đứng tên ông Quy, về thông tin giao dịch giữa ông Quy và ông Bùi Xuân Huấn vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, như trên mạng xã hội chia sẻ, trung tá Huy cho hay, cơ quan chức năng không ghi nhận về việc sang tên đổi chủ cho xe máy gắn với biển số này. Mặc dù thời điểm này, người dân vẫn được mua xe gắn với biển số theo quy định cũ cho tới ngày 15 tháng 8 năm 2023, khi quy định về định danh biển số có hiệu lực, biển số 97B199999 -99 vẫn đứng tên ông Quy. Theo quy định của thông tư số 24/2023 của Bộ Công an, biển số xe dạng 5 số sau ngày 15 tháng 8 năm 2023 sẽ tự động định danh cho chủ sở hữu ở thời điểm đó. Tới tháng 7 vừa qua, khi ông Quy đến đăng ký xe, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Bắc Cạn tra cứu trên hệ thống thì biển số 97B1-99999 -99 đủ điều kiện để cấp lại cho xe khác của ông Quy. Theo quy định về biển số định danh, các giấy tờ do chủ phương tiện cung cấp bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nhận định về bản chất vụ việc tranh chấp Trung tá Hà Văn Huy cho biết, theo quy định, việc thu hồi cấp biển số trên là không sai. Tuy nhiên hiện nay, tính pháp lý của vụ việc phức tạp do có liên quan đến việc mua bán xe của Bùi Xuân Huấn và ông N.T. Quy. Do vậy, trong trường hợp hai bên có tranh chấp và khởi kiện, cơ quan chức năng cần căn cứ vào hợp đồng, thỏa thuận và bản chất giao dịch giữa hai bên trước đó để có phương án giải quyết. Trung tá Huy khẳng định, ở thời điểm hiện tại, việc mua bán và sang tên biển số xe là không được phép và chắc chắn không thể thực hiện quan vụ cô gái bị sát hại tại trung tâm thương mại ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 8, lãnh đạo công an phường Trung Hòa đã công bố danh tính nghi phạm là Trần Tuấn Anh, 31 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân là chị LTH, 30 tuổi, quê Hải Dương. Theo vị chỉ huy đơn vị, bước đầu cơ quan chức năng nhận định động cơ Tuấn Anh sát hại bạn gái là mâu thuẫn tình cảm. Trước khi cùng chị H đến trung tâm thương mại, nghi phạm đã chuẩn bị một con dao bấm trong người. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 8, người dân phát hiện một đôi nam nữ trên người có nhiều vết thương tại lối đi tắt của tòa nhà sang trung tâm thương mại ở đường Trần Duy Hưng. Người dân tại đây cho biết, đôi nam nữ trên vào trung tâm thương mại rồi xảy ra mâu thuẫn. Khi đến lối đi tắt, hai người tiếp tục cãi vã, nam thanh niên đã dùng hung khí tấn công bạn gái. Lực lượng chức năng xác định trước khi đi đến trung tâm thương mại chơi cùng bạn gái là chị H, đối tượng A mang theo một con dao bấm giấu trong người. Khi công an có mặt tại hiện trường, chị H đã không qua khỏi. A à, bị trọng thương. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, đối tượng đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Qua giả soát nhanh, nhà chức trách cho biết nghi phạm đã có hai tiền án, nhân thân xấu. Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Chiều ngày 16 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tuấn, 36 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích 6 người tại bến xe Giáp Bát. Theo cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ 30 ngày 11 tháng 8, Tuấn phát sinh mâu thuẫn sau khi có va chạm giao thông với ông NVT. Sau đó, Tuấn đánh ông T bị thương. Lúc này, ông T gọi vợ đến đón. 6 người gồm vợ, em vợ, em rể, con trai, con rể và con gái ông T đã đến để nói chuyện với Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn tiếp tục tác động vật lý con gái, con trai ông T. Khi con rể ông Tê lao vào, Tuấn lấy một con dao ở kiosk gần đó tác động vào gáy đối phương. Khi định lên ô tô rời đi, Tuấn bị người nhà ông Tê giữ lại. Thấy vậy, Tuấn tiếp tục lấy một tua vít từ ô tô tấn công ba người nhà ông Tê, khiến các nạn nhân bị thương. Gây án xong, Tuấn ném tăng vật sang bên kia đường giải phóng và điều khiển ô tô bỏ đi. Những ngày sau đó, dù bị cơ quan công an triệu tập, Tuấn không chấp hành mà bỏ trốn. Ngày 16 tháng 8, công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được đối tượng và tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an xác định Nguyễn Ngọc Tuấn từng có 3 tiền sự về hành vi xâm hại và gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định. Chiều ngày 16 tháng 8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi do mâu thuẫn nên chồng bắn vợ trọng thương. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 8, Bàn Văn Tê sinh năm 1968 ở xã Minh Sơn và vợ là chị Bàn Thị R sinh năm 1975 xảy ra mâu thuẫn sau đó bàn văn tê dùng súng tự chế bắn vào vùng mặt của chị r khiến nạn nhân bị thương nặng ngay sau đó chị r được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang sau khi gây án tê bỏ trốn lên rừng nhận được tin báo công an xã minh sơn công an huyện bắc mê và công an tỉnh hà giang có mặt tại hiện trường tổ chức vây bắt nghi phạm gây án và điều tra nguyên nhân vụ việc vụ việc đang được điều tra làm rõ Tối 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình thông tin đã bắt giữ Nguyễn Minh Đức sinh năm 1978, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Minh Đức là tài xế trong vụ chửi bới hất cô gái lên nắp capo rồi tiếp tục lái xe bất chấp lời van xin kêu cứu từng gây bức xúc dư luận. Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 2 giờ ngày 15 tháng 8, chị PTTV sinh năm 1997, ngụ tại thành phố Thủ Đức, lái xe máy hiệu Honda Airblade chở người bạn tên là TATT đến tiệm bánh mì ở địa chỉ số 58 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình để mua bánh mì. Về đậu xe máy dưới lòng đường. Lúc này, Nguyễn Minh Đức lái xe ô tô Honda CRV màu đỏ lưu thông trên đường đồng hồ theo hướng ra đường Lào Long Quân, dừng lại trước tiệm bánh mì chỗ V, đứng bấm kính xe ô tô xuống. Sau đó, Đức dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi V và T vì để xe dưới lòng đường làm cản trở xe của Đức lưu thông. T có dắt xe và sát lề đường thì Đức xuống xe tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi V và T nên V và T và anh Đức cãi nhau khoảng 5 phút. Lúc này, V và T nhờ công an phường đến giải quyết sự việc thì Đức lên xe khởi động xe định bỏ đi. Tiếp đến, V đứng trước đầu xe yêu cầu Đức xuống để đợi công an đến giải quyết. Sau đó, Đức tăng ga đụng nhẹ vào người V và hất lên nắp capo xe ô tô, đồng thời di chuyển nhanh trên đường đâm hồ hướng ra đường Lào Long Quân. Nằm trên nắp capo xe, V liên tục la hét van xin Đức dừng xe lại. Khi đến trước địa chỉ số 621 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Đức mới chịu dừng lại. Lúc này, V liền nhảy xuống xe ô tô. Đức điều khiển xe ô tô bỏ đi về hướng ngã tư Bảy Hiền. Sau đó, về đến công an phường 8, quận Tân Bình trình báo sự việc xảy ra như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình đã phối hợp với viện kiểm soát nhân dân quận Tân Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định địa điểm xảy ra vụ việc là đoạn đường dài khoảng 1 km từ trước số 58 Đông Hồ rẽ phải qua đường Lào Long Quân chạy đến trước số 621 Lý Thường Kiệt. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Đức có hành vi điều khiển xe ô tô trong tình trạng đã sử dụng bia rượu. Khi xảy ra mâu thuẫn đã cố ý điều khiển xe ô tô và HV đang đứng phía trước lên nắp capo xe ô tô và tăng ga, di chuyển nhanh trên đoạn đường dài. Hành vi này có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hành vi của Nguyễn Minh Đức có dấu hiệu của tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự.